Chào các bạn, hôm nay KTN sẽ review cho các bạn xem cái quán Starbury Tan Quốc Fest nằm ngay ngã tư Trần Cao Vân và Hai Bà Trưng của quận 3 nha các bạn, gần ngay khu hồ của người đó các bạn. Và đây là khu mặt tiền của quán nằm trên đường Hai Bà Trưng. Các bạn nhân viên ở đây chào khách cũng khá là ấn tượng các bạn. Khi vào thì họ gật đầu chào khách rất là nồng nhiệt. View ở đây thì cũng khá là sang trọng, với những cánh đèn màu vàng rất là ấm cúng, nhìn cũng hay. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn một vòng nhé. Đây góc mà nhìn ra ngoài đường Trần Cao Vân và hai bên đường là các bạn. Quán khá sang. Vé vào cổng sẽ ăn buffet nướng này là 328.000 nha các bạn. Chưa tính thuế VAT tổng cộng nhé. Bây giờ mình sẽ lên cái khu trưng bày đồ ăn nhẹ để xem sao nha. Đèn sushi, quần này là súp và cháo đó các bạn. Nó có những cái phi trong cái nhôm, đây là bắp phô mai, cá phi lê, mực, cũng rất là nhiều món đa dạng để cho mình có thể lựa chọn. Đây là cái menu của quán.
hấp dẫn nha. Mix ba loại nước chấm lại với nhau. Khi chờ đợi đồ nước có thể các bạn lấy những cái đồ ăn có sẵn để mình ăn dầm từ từ mình ăn cái đồ chính sau. Đây là cái phần cho dành cho một người được lỗ âm dương. Phần đôi lỗ môi. Cá chắc là nhúng filler với lại phô mai. Ngon không em? Mềm hết thịt ơi, nhưng mà không có phân biệt của cá nữa. Tiện lợi trong vấn đề nước xuống dưới các bạn.